Do mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm hơn 20 nhà dân, nhà ở của giáo viên trường tiểu học, nhà bếp của phân trường mẫu giáo xã Bình Thạnh bị tốc mái. Trong đó có nhiều nhà đã bị tốc mái hoàn toàn. Hai trại gà thịt công nghiệp bị sụp đổ. Một trụ điện trung thế tại khu vực ủy ban nhân xã nghiêng ra đường làm ách tắc giao thông hơn một tiếng đồng hồ. Rất may, mưa lốc không làm thiệt hại về người. Nhận được tin báo, các đồng chí lãnh đạo của huyện, các ngành chức năng, lực lượng công an, quân sự huyện đã có mặt kịp thời để chỉ đạo khắc phục thiệt hại và giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, cây trồng vật nuôi do mưa đá và gió lốc xảy ra trên địa bàn xã Bình Thạnh. Sau gần một tiếng đồng hồ tích cực sửa chữa, trụ điện trung thế cũng đã được dựng lại. Lúc 16 giờ 15 phút, tại quốc lộ 27 mới được thông đường một chiều và sau đó 30 phút, đường quốc lộ 27 lưu thông trở lại. Tại hai trại gà bị sụp đổ, lực lượng quân đội, công an của xã Bình Thạnh và huyện Đức Trọng đã tập trung giúp bà con di dời số gà đang nuôi tại trại ra khỏi khu vực để tránh thiệt hại tiếp theo, giúp đỡ một số hộ dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định nơi ăn chỗ ở. Chụp ảnh cưới là khâu quan trọng cho một đám cưới hoàn hảo, bởi nó ghi lại thời khắc đẹp nhất trong mỗi đời người, đánh dấu một sự kiện đáng nhớ, một bước ngoặt lớn của đôi uyên ương. Ngày nay, cùng với xu thế hội nhập và nhu cầu ngày càng cao của mọi người, ảnh cưới có rất nhiều phong cách và sự lựa chọn khác nhau, phù hợp với ý thích và túi tiền dành cho mỗi cặp đôi.